Ukraine muốn ký thỏa thuận để sơ tán quân dân khỏi pháo đài Azovstal. Ukraine muốn ký thỏa thuận vạch ra các bước cụ thể nhằm sơ tán quân nhân đang cố thủ dưới nhà máy luyện kim Azovstal Mariupol, nơi lực lượng Nga đang bao vây chặt trong nhiều ngày qua. Ngày 13 tháng 5, Phó Thủ tướng Ukraine cho biết, nước này đã khởi động vòng đàm phán mới và muốn ký một văn bản nêu rõ các bước để có thể sơ tán quân nhân đang cố thủ dưới nhà máy luyện kim Azovstal. Chúng tôi đã bắt đầu một vòng đàm phán mới về lộ trình sơ tán người khỏi Azovstal. Tổ chức Hội Chữ Thập Đỏ đã gặp Nga vào hôm 12 tháng 5. Chúng tôi đã trao đổi với tổ chức trên cũng như Liên Hợp Quốc về sứ mệnh này. Chúng tôi muốn ký một văn bản về việc quá trình sơ tán người khỏi Azovstal sẽ tiến hành như thế nào và chúng tôi sẵn sàng để ký vào. Theo quan chức Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ trở thành trung gian cho vòng đàm phán hiện tại. Bà cũng cho biết việc sơ tán sẽ được thực hiện theo nhiều giai đoạn, trong đó việc sơ tán những người bị thương nặng sẽ được ưu tiên thực hiện trước. Vào ngày 7 tháng 5, Phó Thủ tướng Ukraine thông báo rằng toàn bộ dân thường đã được sơ tán khỏi nhà máy Azovstal. Mariupol là thành phố lớn nhất của Ukraine giáp biển Azov, một trong những trung tâm luyện kim quan trọng của Donbass và sở hữu một cảng biển. Azovstal được coi là thành trì cuối cùng ở Mariupol của lực lượng Ukraine và bị quân đội Nga bao vây trong nhiều tuần qua. Tuần trước, một binh sĩ của tiểu đoàn Azov tiết lộ họ đã dùng mọi nguồn lực có thể để bảo vệ thành trì cuối cùng này. Họ còn đạn dược, lương thực và nước uống nhưng tất cả đều rất hạn chế và tình hiện tại rất nguy cấp. Nhiều quân nhân bị thương vẫn đang kẹt lại dưới nhà máy luyện kim được xây dựng từ thời Liên Xô này. Trong khi đó, tại Kiev, người thân của các thành viên tiểu đoàn Azov hiện đang cố thủ dưới Azovstal đã tổ chức tuần hành kêu gọi giải cứu các binh sĩ. Hồi đầu tuần, Kiev cho biết hơn 1.000 quân nhân nước này đang cố thủ trong Azovstal. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.